công thức để mình làm sốt phô mai á, thì thứ nhất là mình dùng 4 viên phô mai đầu bò xứ hộp không đường thôi, mình dùng 50g. Mayonnaise thì mình dùng 30g. Trứng gà mình dùng một cái chồng đỏ thôi ha. Với cái món này thì trứng gà có tác dụng như thế nào? Nó làm độ sệt thêm. Muối 2g. Đường là 10g. Dầu điều để lấy màu ha, mình lấy 5g. 1g tiêu ha. Đánh lên. Chưng nước nóng lên ha, mình sẽ cách thủy. Tại thường món này người ta không ăn riêng một món, người ta ăn thường theo một cái set hải sản. Là hải sản ấy, gần như là mình ăn với muối ớt xanh là rất là hợp. Mình chuẩn bị một cái bếp than nó nóng lên. Khoảng 5 đến 7 phút thấy hàu nó sẽ sôi lên rồi mình sẽ đổ cái sốt vào. Mà món này là món có thể là khai vị thôi. Với con hàu thì nhiều dưỡng chất như vậy, có đối tượng nào gọi là mình khuyến khích nên ăn thường xuyên, hoặc là có đối tượng nào mà nên hạn chế dùng hàu không thưa thượng quốc kỳ? Hiện nay thì cũng không có thấy trường hợp nào là mình kỵ ăn cái món này hết. Dùng nước tắc 40g, muối mình sẽ dùng 6g thôi, và đường sẽ dùng 90g, nấu lên cho nó tan ha. Chuẩn bị thêm ớt xanh là khoảng 10g thôi, ớt hiểm xanh mình dùng 8g thôi, mayonnaise mình sẽ là 20g, bạc mình cho khoảng 2g thôi, nó có vị hăng hăng. Bây giờ thì xay ra ha. Mình mở ra ha. Rồi. Wow. Đấy, thấy không? Rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn. Dọn ra đĩa rồi muối ớt xanh rồi mình ăn kèm rồi rau răm.